vẻ đẹp thanh tao, rực rỡ sắc màu, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sung túc, an lành, thịnh vượng. Lan hồ điệp luôn là một trong những loại hoa kiểng được ưa thích nhất mỗi dịp Tết đến xuân sang. Nhắc đến hoa lan, khách hàng sẽ nghĩ đến là một loài hoa nó rất là đẹp và cao sang. Nhu cầu chơi lan càng ngày khách hàng càng chuộng những cái dòng hoa lan như này để trưng Tết. Tôi thấy rằng là cái sự lựa chọn cho khách hàng về tất cả chủng loại lan, mẫu lan, màu lan và các loại bình thì nó đa dạng hơn. Thì đấy là một cái điểm mà năm nay tôi đi xem trực tiếp thì tôi cảm thấy rất là hứng thú. Thời điểm này, các nhà vườn lan hồ điệp trên cả nước đều đã đưa những sản phẩm ấn tượng nhất của mình lên các thành phố lớn phục vụ người tiêu dùng. Thưa quý vị, những gian hàng lan như thế này thì được xem như là đặc sản của thủ đô Hà Nội mỗi khi mà Tết đến xuân về. Và mỗi năm qua đi thì các cửa hàng lan luôn có rất nhiều sự thay đổi trong cách trang trí những chậu hoa lan để có thể phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ghé thăm một gian hàng lan như vậy để xem là xu hướng chơi lan năm nay có gì đặc biệt nhé. Ngoài những sản phẩm lan hồ điệp được trồng trên những chậu sứ theo phong cách truyền thống, năm nay, gian hàng của anh Hào cũng đã mang tới thủ đô những sản phẩm theo phong cách hoàn toàn mới. Những cành lan sẽ được trồng lên những chậu lũa bonsai như thế này. Thì các cái kiểu trồng truyền thống đó là trồng trên các chậu sứ thì đã là rất là lâu rồi. Khách hàng cũng có thể là chơi và nhìn cũng đã là quen rồi. Thì là bên mình sẽ lấy những cái thân lũa, những cây lũa như này mình ghép vào, thì có thể là ghép theo hình thù hoặc là ghép theo những cái dáng nó độc nó lạ. Từ đâu anh có cái ý tưởng là trồng lan trên những cái chậu lũa như thế này ạ? Dạ vâng, thì xuất phát từ những cái nhu cầu của khách hàng và những cái phong phú để làm sao để cho nó hợp với cây lan, cho nó có những cái sản phẩm mới mẻ để đưa ra cho khách hàng. Vâng, nhiều người thì cũng cho rằng là cái giá trị kinh tế nó xuất phát ban đầu thì từ chính những cái ý tưởng mới. So với những cái chậu hoa lan mà trồng trong chậu sứ, cái tác phẩm như thế này thì cái giá trị kinh tế của nó được nâng lên như thế nào? Giá trị ở trên cái chậu sứ thì chậu nó là bao nhiêu tiền đấy và hoa nó là bao nhiêu tiền, đếm số cành. Thế còn nếu như mà về cái giá trị về cây lũa này thì thường là giá trị của nó theo những cái tác phẩm nghệ thuật rồi sáng tạo đấy, của từng tác phẩm một, tăng lên gấp độ khoảng 3 đến 4 lần. Vì làm nên một cái cây lũa như thế này thì cũng rất là mất nhiều công sức, và cái ý tưởng sáng tạo cũng phải trau chuốt, phải chỉnh sửa đấy, để làm sao để cho nó khi mà mình lên lan nên cho nó phù hợp nhất, thì mất rất nhiều thời gian để mà mình nghĩ và mình sáng tạo những cái này. Về cái giá trị của nó thì đúng là nó là đắt tiền, nhưng về giá trị sử dụng, về giá trị chơi thì tính ra thì lại là không đắt một chút nào cả. So với những cái loài hoa khác, ví dụ như là hoa hồng, hoa ly ấy chẳng hạn, thì là những cái hoa đấy thì trưng sẽ được ngắn ngày. Những sản phẩm lan bonsai như thế này cũng sẽ được tô điểm thêm với rất nhiều loại cây hoa khác nhau để làm sao tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhất có thể. Tác phẩm có thể được mô phỏng lại góc nhỏ của một khu rừng, hình tượng một cánh buồm vươn khơi ra biển lớn, hay được thực hiện theo ý tưởng riêng của chính những vị khách hàng. Thì những cái cây cạn này thì là 100% nó là cây thật và là cây tự nhiên. Thì là những cái cây cạn này thì là làm tôn lên màu sắc hoa, rồi những cái bối cảnh, cái điểm nhấn cho khách hàng cảm nhận được sự gần gũi thiên nhiên, mang đến những ngày Tết, ngày xuân để chơi ở nhà. Với cái con mắt của em ấy thì em nhận thấy là những cây lũa như thế này nhá, thì nó có cái hình thù rất là tự nhiên. Tuy nhiên là nó có thể đứng vững là như là một cái chậu vậy. Mình phải xử lý cái lũa như thế nào để có độ vững chãi nhất định cho cái cây ấy? Đương nhiên rồi, thì các nghệ nhân trước khi đưa lan lên thì cũng đã phải xử lý tất cả những cái từ máng hoa cho đến những cái chân như thế này để làm sao có cái sự vững chãi và tạo ra được những cái hình thù. Khu này khu tiểu cảnh chẳng hạn, thì mình cũng làm sao để mình để những cái chỗ dưỡng để mình trồng những cái tiểu cảnh lên để cho nó phù hợp với những cái tổng thể. Các bạn ấy cũng có một cái sự phối hợp khi sử dụng các cái nguyên vật liệu khác nhau trên các mẫu bình khác nhau, và cái đấy là nó là một điểm nhấn cho những người chơi lan. Đặc biệt ở đây là có một cái điểm là cái tỷ lệ sử dụng đối với gỗ lũa rất là nhiều, và các bạn ấy đa dạng mẫu gỗ lũa cũng như là đa dạng cách cắm, cách trưng bày ở trên cái mẫu bình là gỗ lũa, đồng thời là hỗ trợ cho khách hàng là có thể được tái sử dụng cái mẫu đó, tức là năm sau chúng tôi sẽ được sử dụng một mẫu gỗ lũa khác mà không nhất thiết phải là mẫu gỗ lũa của năm nay. Đúng là
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần. Những ngày này, nhân viên tại gian hàng lan của anh Hảo luôn phải hoạt động hết công suất. Tất cả đều rất khẩn trương để có thể hoàn thiện những đơn hàng cho khách. Ở Hà Nội thì mình có 3 cơ sở. Đấy, thì đây là cơ sở 1. Bên mình chuyên phân phối những cái dòng hoa lan chính gốc của Đà Lạt. Bên mình có vườn ở Đức Trọng, ở Lâm Đồng. Lan Hồ Điệp này thì có rất nhiều chủng loại, nhưng phân ra chính đó là dòng lan đại và lan mini. Trong các cái dòng lan đại và lan mini đấy thì chia ra cũng rất nhiều, là nhiều màu khác nhau. Trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều những cái mô hình hoa lan, và rất nhiều trong số đó là họ nhập về sau đó họ bán lại. Thì khác với họ thì là mình có nhà vườn trồng lan tại Lâm Đồng. Thì không biết là cái quy trình trồng lan tại Lâm Đồng của mình nó diễn ra theo quy trình như thế nào và nghiêm ngặt ra làm sao? Quy trình trồng lan thì có rất nhiều những cái quy trình, nhưng về cơ bản thì là bên mình thì là trồng tưới tiêu bằng nước sạch đấy, ở trong những nhà kính, thì ở một cái môi trường mà đặc biệt là bên mình thì là không dùng thuốc tẩm ướp để đưa ra những cái cây hoa lan. Khi mà khách hàng trưng ở tại nhà thì nó không có cái an toàn nhất, đảm bảo cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Theo anh Hảo, sau 2 năm dịch bệnh, kinh tế bắt đầu hồi phục, nhu cầu của người tiêu dùng về các loại hoa kiểng sang trọng cũng đã cao hơn những năm trước. Tuy nhiên, người dân cũng nên cảnh giác với một số dòng lan Trung Quốc mạo danh thương hiệu lan Việt. Khác nhau cơ bản đó là mình phân biệt từ màu sắc, lá rồi rễ. Thường là cây lan ở Đà Lạt thì là bông nó to, lá xanh, rễ nó khỏe và cành dài. Chất lượng của cái cây hoa Trung Quốc tại sao thì thường là vận chuyển từ Trung Quốc về thì vận chuyển bằng công lạnh, không bằng Đà Lạt được. Thì Đà Lạt thì là nó môi trường của Việt Nam mình, màu sắc nó sặc sỡ hơn. Lan Hồ Điệp là loài hoa kiêu sa và quý phái. Loài hoa mang đến những vẻ đẹp, những khí chất khiến nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hoa. Lan Hồ Điệp có rất nhiều màu sắc, từ trắng, vàng, hồng tím, cho đến những loại hoa phối màu tự nhiên nhưng rất độc đáo và tươi mới như đốm hay sọc. Đối với hồ điệp trắng, đó là biểu hiện của sự trong trắng, tinh khiết, thánh thiện. Ý nghĩa của lan hồ điệp tím đó là sự lãng mạn và sang trọng. Đối với hồ điệp vàng, người ta gửi gắm vào đó sự ấm áp của tình thân, sự cầu chúc sung túc, thành công và cả vẻ đẹp thanh cao. Rất là khác biệt, không nồng nàn nhưng mà lại là rất là cốt cách. Hoa lan thì cũng có rất nhiều màu sắc, những màu cơ bản ví dụ như là trắng, vàng, tím, khách hàng hay sử dụng hàng Tết. Hàng năm thì cũng có rất nhiều những màu đột biến để mà đưa ra thị trường đáp ứng những cái mới lạ cho khách hàng. Nó có một cái gì đấy nó là an khang thịnh vượng. Không chỉ đa dạng về chủng loại hoa, gian hàng của anh Hảo cũng đang cung cấp ra thị trường những chậu hoa phong phú về hình dáng, kích thước lớn nhỏ khác nhau, phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Từ đây, người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn để tô điểm cho căn nhà của mình trong thời điểm Tết đến xuân sang. Chỉ với một số lưu ý đơn giản, người chơi hoàn toàn có thể chọn những sản phẩm phù hợp túi tiền mà vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của mình. Bên mình thì là có rất nhiều mẫu, từ cắm ở trên chậu sứ, chậu khảm chai, rồi trên chậu lũa, làm sao đấy để đa dạng hóa cái sản phẩm của mình tạo ra để đáp ứng cái nhu cầu từng đối tượng khách hàng. Thì anh Hảo cũng có chia sẻ một số thông tin, có nghĩa là không phải là cứ chậu hoa lan nào to thì đặt vào ngôi nhà của mình sẽ đẹp, và không phải là cứ loại hoa lan nào đắt tiền thì đặt vào ngôi nhà của mình sẽ đẹp. Thì làm cách nào để chúng ta có thể phối hợp những cái chậu hoa lan của mình với cả phù hợp với cả khung cảnh ngôi nhà của mình? Cái điều đầu tiên thì chúng ta phải xem không gian của ngôi nhà mà mình muốn đặt cái chậu lan ở đấy. Điều thứ hai là cái màu sơn tường và sơn nội thất và những cái đồ dùng trong nhà của mình, thì đấy là cái mà cái quyết định nó rất là lớn để cái không gian mình trở lên nó đẹp và sang trọng hơn khi mà kê chậu lan vào. Tiếp theo đấy là cái màu sắc hoa với cái màu chậu, thì làm sao đấy cho nó cũng hài hòa với nhau. Chậu sẽ phải tôn màu hoa lên để cho nó có cái sự cân xứng, có cái sự hài hòa với nhau. Đấy, thì là để mà có một chậu lan đẹp kê ở một cái không gian đẹp thì chúng ta cần phải để ý những cái yếu tố cơ bản như vậy. Với cái tường trắng thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái chậu hoa là có cái màu sắc nó sặc sỡ hơn một chút. Ví dụ như là tím, hồng, đỏ và vàng thì là nó sẽ tôn lên hoa rất là nhiều. Còn nếu màu là hoa màu trắng thì đặc biệt là cái hoa màu trắng thì nó là một màu rất cơ bản. Nó sẽ kết hợp được rất nhiều không gian và rất nhiều những cái màu nền tường nó khác nhau và nội thất khác nhau. Khá là phong phú về các loại chủng loại lan.
mà tìm hiểu thì cũng được chủ cửa hàng tư vấn rất là nhiều về màu sắc cũng như là chủng loại, thì hiện giờ cũng đã ưng khá là nhiều mẫu để lựa chọn cho cơ quan rồi. Anh Hảo tuổi Đinh Mão 1987. Anh chia sẻ vui rằng Tết Quý Mão năm nay sẽ là cái Tết đặc biệt khi anh sẽ bước sang 5 tuổi, vốn được dân gian quan niệm là sẽ không gặp may mắn. Và anh cũng đã sẵn sàng cho những thử thách trong năm mới. Theo như mình thì 5 tuổi thì mình cũng không quá quan trọng và đặt nặng cái vấn đề đấy. Và tất cả mọi thứ thì là do cái nỗ lực của mình. Mình cố gắng từng bước từng tí một. Còn đâu còn làm cái việc gì thì cũng đều có những cái gặp những cái khó khăn. Không có cái việc gì là không khó khăn cả. Câu chuyện về 5 tuổi khiến anh Hảo nhớ lại những ngày tháng khó khăn, thời điểm anh mới chân ướt chân ráo bước vào nghề hoa cây cảnh. Cái khó khăn lớn nhất đó là về kỹ thuật. Nói chung là mỗi năm phải rút ra được những cái kinh nghiệm, bài học rất là đắt giá để mà ngày hôm nay làm được những cây lan nó chất lượng nhất đưa ra cho khách hàng. Một bài học đắt giá mà anh rất đắt giá đến bây giờ anh vẫn nhớ, đó là câu chuyện gì? Mình không tính toán được cái thời gian lở cho cây hoa hồ điệp, mà có những năm hoa lở sớm quá, không đúng dịp Tết. Mình đi học hỏi thêm, rút kinh nghiệm những cái gì mình đã sai lầm để mình rút được những cái kinh nghiệm cho những cái năm sau. Giờ đây, dù đã là quản lý một chuỗi cửa hàng hoa lan, thế nhưng anh Hảo vẫn tự ví mình như một người nông dân. Anh nói vui, ở đâu có những người bán hoa, ở đó anh có những người đồng nghiệp. Có một cái câu chuyện rất là thời sự trong những năm gần đây, đó là người tiêu dùng đợi đến khi mà thời điểm năm hết rồi, 30 Tết rồi mới bắt đầu đi mua hoa, ép giá hoa rất nhiều cửa hàng. Và trong những năm gần đây thì cũng xuất hiện rất là nhiều những cái clip mà nhiều người bán hoa người ta quá bực mình, quá bức xúc mà người ta đã đập bỏ, họ thà vứt đi còn hơn là bán rẻ. Thì anh đã bao giờ rơi vào cái tình huống như vậy chưa ạ? Và lúc đấy thì anh cảm thấy như thế nào? Cũng rất là may mắn vì cái dòng hoa lan hồ điệp này thì là một cái phân khúc khách hàng khác, nên là không có cái tình trạng là khách hàng đến ép giá. Cái điều quan trọng nhất là hoa của mình có đẹp hay không thôi. Khi mà hoa đẹp rồi thì mình không bao giờ phải lo về khách hàng ép giá hay là những cái vấn đề khác xảy ra. Và khi mà anh cũng là những người trồng hoa, những người bán hoa, và khi anh nghe những câu chuyện về năm hết Tết đến với những người có thể gọi là đồng nghiệp của mình bán hoa ngay bên cạnh thôi và gặp phải những cái tình huống trớ trêu như vậy, thì anh có sự đồng cảm như thế nào? Khi mà chứng kiến những cái câu chuyện đấy hàng năm xảy ra thì mình cũng rất là buồn, vì để mà làm nên được một cây hoa bà con rất là vất vả, cũng rất tốn rất nhiều cái chi phí, cả một quá trình bao nhiêu những cái công việc để mà đưa được cây hoa lên bán cái dịp Tết mà bị khách hàng là ép giá hay là trả giá rẻ.